Xin chào mọi người, thì hôm nay bên Tiền về được một chiếc xe bán tải ha mọi người ha. Thì bây giờ các anh chị nào mà cần tìm cho mình một chiếc xe bán tải á, mà bên Tiền không có xe, hôm nay bên Tiền về được chiếc. Nếu mà các anh chị nào mà thấy thích á thì đến sở hữu ngay ha. Rồi, thì bên cạnh Tiền đây là chiếc bán tải Nissan Navara. Bản này là bản L ha mọi người ha. Số tự động một cầu. Chiếc này được sản xuất vào năm 2016 nè mọi người. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha mọi người ha. Chiếc này thì đã đi được 70.000 km rồi mọi người. Thì Tiền công bố giá bán luôn ha. Chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 468 triệu. Rồi bây giờ mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe ha. Rồi, xe được sở hữu nước sơn là màu cam ha mọi người ha. Xe này Tiền có hỗ trợ cho các anh chị vay ngân hàng luôn nha. Đó, mọi người nhìn ha. Mọi người nhìn cái phần nước sơn của nó ha. Rồi, xe này thì biển 51C 91091 ha mọi người ha, biển số Sài Gòn nha mọi người nha. Nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn á, mình sở hữu ngay chiếc này mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số ha mọi người ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lốp nha. Nhìn giùm Tiền cái độ hao mòn của lốp nha mọi người nha. Thì xe này đã được chủ trước của mình lên 4 cái vỏ đun lốp rồi nha mọi người nha. 4 cái vỏ đun lốp ha. Rất là êm nha mọi người nha. Để Tiền tìm cái đắp vỏ này cho mọi người xem nè. Đây, tuần thứ 47 của 2018 nha mọi người nha. Vỏ này vỏ 2018 ha. Nhìn sơ cái phần mâm giùm Tiền luôn nha mọi người nha. Đó, Tiền thấy thì không có bị trầy xước nha mọi người, không có bị trầy xước ha. Đây những con ốc ha, còn nguyên zin nha mọi người, chưa có bung tháo gì hết nha. Rồi, thì cái chỗ này thì được chủ trước của mình trang bị thêm ha mọi người ha. Ốp cái cua lốp nha mọi người nha. Đó, nhìn nó rất là hầm hố, rất là ngầu ha mọi người. Rồi, thì ở đây thì có trang bị cho mình bệ bước nè mọi người. Đó, bệ bước ha. Tay nắm cửa thì được mạ rôm ốp cho mình luôn cái chén cửa mọi người. Đó, rồi ở trên đây thì có viền che mưa ha. Rồi bây giờ mọi người kiểm tra keo chỉ trên Tiền ha. Đó mọi người nhìn nha, thật sự ra kiểm tra thì kiểm tra vậy thôi chứ xe bên Tiền thì luôn cam kết với mọi người là xe không có đâm đụng hay là ngập nước, cho nên là mọi người yên tâm ha. Đó, rồi nhìn giùm Tiền phần ốc chân cửa phía trước nha. Rồi, nhìn giùm Tiền phần ốc trên cửa phía sau luôn nha. Đó, còn nguyên zin hết nha mọi người. Rồi, xe này có trang bị cho mình bể bước. Những cái xe cao này mà không trang bị bể bước á, thì nữ lên rất là khó mọi người. Rồi, ở phía sau này thì có trang bị cho mình cam lùi nè mọi người. Có cam lùi cho mình ha. Rồi, trang bị cho mình cái nắp thùng thấp nha. Đó, rồi để Tiền mở ra cho mọi người xem nha. Đây có tia ben trợ lực nha mọi người nha. Đó, để Tiền mở cái nắp dưới luôn. Rồi, cho mọi người dễ xem. Rồi, mọi người nhìn sơ cái phần thùng này giùm Tiền ha. Thùng này thì mình chở được tầm khoảng 900kg mọi người, 900kg ha. Những anh nào mà mình đang kinh doanh mua bán xe máy á mọi người, thì mình sở hữu ngay chiếc này. Khi mà mình đi thu xe mình lấy được nhiều xe một lúc luôn á mọi người. Rồi ok nha, Tiền đậy lại nha. Rồi, mình đi ra phía trước mình kiểm tra nội thất ha mọi người ha. À đây, những cái đèn này cũng được viền như thế này nè mọi người, để bảo vệ cái đèn của mình ha. Đó, nắp bình dầu cũng vậy luôn, được ốp cái inox. Đó, những điều đó thì chứng tỏ chủ xe mình rất là chăm chút cho cái chiếc xe ha mọi người ha. Rồi nhìn vào nội thất giùm Tiền nha. Xe này được trang bị ghế da mọi người với tông đen và xám ha. Đen và xám nha. Đó mọi người nhìn ha. Sàn thì trải simili cho mình rồi á mọi người. Có tắp đi sàn ở trên ha. Đó, hàng ghế phía sau thì có hộp gió làm mát luôn nè. Rất là tiện ha. Rồi, ok nha. Rồi, xe này thì mình sử dụng chìa khóa cơ nha mọi người. Chìa khóa cơ ha. Rồi, nhìn sơ thì cái phần vô lăng trước nè. Vô lăng này còn rất là nhám mọi người.
rất là nhám ha, rất là mới nha, không có bị trầy xước gì hết trơn. Rồi nhìn tiền đồng hồ luôn, xe này mình đi được 70.900 km đó mọi người. Đó, nhìn qua phía bên này dùm tiền ha, có trang bị cho mình màn hình nè mọi người. Đó, nhìn sơ phần nội thất phía bên này ha. Đây, học đựng đồ nha. Rồi, nhìn sơ phần tắp lô dùm tiền luôn nha. Đó, tắp lô thì còn rất là nhám, rất là mới, không có bị trầy xước gì luôn á mọi người. Đó, xe này thì tiền thấy không có trang bị đồ chơi nhiều ha mọi người ha, chỉ là những cái option theo xe thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ra phía trước kiểm tra phần động cơ nha. Rồi đi nha. Không gian hơi chật. Lắm mọi người. Rồi nhìn sơ dùm tiền phần ốc của nắp capo trước nha. Rồi nhìn dùm tiền keo chỉ ha. Đó mọi người nhìn nha, xe bên tiền thì nó không có đâm đụng mà thể kích rồi, cho nên là mọi người yên tâm ha, cho mọi người xem sơ nha. Nếu mà các anh chị nào mà có người thân mà rành về xe thì cứ dẫn đến kiểm tra xe thoải mái ha mọi người ha, hoặc là muốn lấy xe và hãng test vẫn được ha. Xe bên tiền bao test hãng cho mình. Rồi nhìn vào phần ốc máy dùm tiền nha. Xe bên tiền khi bán ra thì có bảo hành cho các anh chị 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số ha, cho nên các anh chị yên tâm nha. Rồi nhìn sơ nha, còn nguyên zin nha. Đó, chưa có bung tháo gì hết nè. Rồi ok ha, để tiền đóng lại nha. Nặng lắm mọi người ơi. Rồi thì tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này lần nữa ha, thì đây là chiếc Nissan Navara bản L ha mọi người ha. Chiếc này là số 17 một cầu, được sản xuất vào năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha mọi người ha. Chiếc này đã đi được 70.000 km rồi mọi người. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 468 triệu. Với một chiếc xe bán tại thì giá tầm này thì tiền thấy rất là hợp lý ha mọi người ha. Nếu mà các anh chị nào mà thấy thích chiếc này á thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13, Hiệp Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh ha mọi người ha. Thì ngoài cái xe này ra thì hôm nay bên tiền lại về thêm xe mới nữa rất là nhiều mọi người. Nếu mà các anh chị cần tìm một chiếc xe như thế nào đó thì cứ liên hệ với tiền, thì sẽ tìm xe trắng bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của tiền ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.